Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông cầm nón bảo hiểm đập cửa kính ô tô sau va chạm giao thông. Ngày 13 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông dùng nón bảo hiểm đập cửa kính ô tô sau va chạm giao thông trên đường. Vụ việc xảy ra ở vòng xoay công viên Gia Định trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp. Theo hình ảnh, ô tô loại 7 chỗ đang lưu thông qua khu vực vòng xoay công viên Gia Định hướng vào đường Nguyễn Thái Sơn thì tông vào xe máy do người đàn ông cầm lái. Sau va chạm, người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường. Người đàn ông không bị thương, di chuyển chắn trước đầu ô tô và dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính chắn gió ô tô và lớn tiếng với tài xế. Tài xế ô tô không dừng lại mà điều khiển xe rời đi. Người đàn ông dựng xe máy, đuổi theo. Khi đến đoạn đường Phạm Ngũ Lão thì chặn lại, tay cầm một cục đá đe dọa mày dám tông tao hả và yêu cầu tài xế ô tô ra nói chuyện. Trao đổi với phóng viên, đại diện công an quận Gò Vấp cho biết hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.